8 8 bịch đồ. 4 bịch. À 5 bịch combo, 5 bịch khăn ướt. Khăn ướt. Để tả đã, để đánh tả đã, để hỏi đã, để hỏi đã. Trong này là có bao nhiêu? Trong này có bao nhiêu cái hộp nhỏ nhỏ? Đây. Dạ, thưa đây. Thầy. Dạ 8 ạ. 8 ạ. Có 8 8 gói nhỏ trong một bịch to. Vâng ạ. Thế 4 bịch to này bây giờ là bao nhiêu tiền? Combo 5 bịch luôn đi thầy ạ. 5 bịch thế. Ờ chơi 5 bịch đây, 5 bịch là bao nhiêu tiền? 5 bịch hôm nay là bao nhiêu ạ? Bao nhiêu ạ? Đâu? Bao nhiêu ạ? 10 bịch. Giá bình thường là 2 10 bịch. 10 bịch. 10 bịch. Combo combo 10 bịch à? Combo 10 à? Anh ấy có thể nhận anh nhanh lên được không? Ừ. em đang chờ chờ. Đang chờ xét, đang chờ xét. À Nick à làm gì? Làm gì? Kiểm dịch viên à? Kiểm duyệt viên. À kiểm duyệt viên. Kiểm duyệt viên á? Đấy, 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 thấy chưa? Vừa xem live mà ở ở nhà mà bây giờ chậm quá. Mất sản phẩm. Mọi người chờ một tí nhá, đang xét một cái giá rất là tốt. Giá cực kỳ tốt luôn nha. Ừ. Đây nói công dụng nha là đây. Ui rèn tôi cho tôi tin tờ mới đi, tôi tin lau hết rồi này. Hôm nay đây, mọi... đấy, tôi tin lau rồi. Lau mặt tí hết giờ này. Chú Tiến lau đây mọi người nha. Chúng, các cái này là các bạn các bạn nữ hoặc là bạn nam. Nam bạn... nữ đều dùng được. Nếu mà bạn nữ thì đi thì bỏ. Đồ bạn. Sản phẩm khác này, đồ sản phẩm khác. Sản phẩm này đang bị lỗi, chưa cho vô chờ được. Lên cái sản phẩm khác đi xong rồi lên cái này sau. Chi chi hề. Nè, nè. Cái gì đấy? Nè. Bắt đầu ạ. Bắt đầu, bắt bìm. Bìm. Đúng rồi, cái này là sẽ chờ sau nhé các bạn nhá. Chờ sau nhá. À Sobio hết rồi chị ơi, Sobio hết sạch rồi. À, chị chờ hôm khác nha. Chờ hôm khác nha mọi người ơi. Cái này mà lau đít chỉ có để tiện nhỉ. Quá tiện. Ờ, cái này là lau đít trẻ con. Thì anh lấy một đít về lau cho con. Thật đấy. Lau đít trẻ con đấy. Chị thật mà. Chị ơi, nếu hôm nay chị chưa kịp mua thì đợi đến ngày mùng 10 chị mua nhỉ. Giống như cái mông luôn đấy. Khăn dùng một lần nha mọi người ơi, đây là khăn mặt dùng một lần ạ. Rất nhiều người đã mua đã săn được khoảng ở trong hai phiên live trước rồi. Khăn mặt dùng một lần nữa. Ôi giống gần hay gì cả. Làm quần lên xe. Bây giờ là mình mới bây giờ mình mới bây giờ mình mới nhìn thấy cái kiểu này đấy. Ô, combo khăn mặt dùng một lần này, combo 5 bịch. 5 bịch. 139k hôm nay chỉ còn. Ai mà biết. Bao nhiêu? 139k hôm nay chỉ còn 83.000 đồng. Gần đến ngày mùng 8 tháng 3 thì bán cho các bạn 83.000 đồng. Ôi đúng rồi, siêu rẻ luôn, trời đất ơi. Chỉ cần 83.000 đồng các bạn đã sở hữu 5 bịch bông rửa mặt một lần. Khăn rửa mặt một lần. Rất là rẻ mà rất nhiều nhá. Tiện lợi. Đây. Ui 71k kìa. Sao mọi người lại 71k? Ai 73? Trời ơi. 71k mua liền đi mọi người ơi. 71k đấy là TikTok hiện đang hỗ trợ luôn đấy. Thế á? Đúng rồi. Ê, các bạn mua nhanh. Ôi sao 33k là như nào? Combo 10 bịch như này. 10 bịch còn 5 bịch hay 10 bịch? Combo 5 bịch là bây giờ chỉ còn 83k. Combo 10 bịch là hôm nay chỉ còn. Nhưng combo 11. À combo 10 bịch không phải là. Ví dụ 83k x 2 là 160 mấy? 166 đúng không? Đúng rồi. Nhưng mà combo 10 bịch hôm nay chỉ còn 141k. 10 bịch 100. Ờ. Mà một cái quần như này là có 40 miếng khăn mặt. 40 miếng này nhá. Đây một miếng này. Ôi sao dài thế? Dài lắm. Ôi giời. Các bạn mua cái hàng gì mà dài này? Thì khăn mặt phải dài chứ. Đúng rồi. Không có cái hàng nào mà không có cái hàng nào mà nó bớt dài đi à? Nào đây chú, hàng mà phải dài mà chất lượng. Nào. Đúng là chất lượng thật. Tại cái mặt ra câu hỏi đứt mặt bây giờ. Đây nước đây chú. Đây cho anh xin dung dịch. Không để ra. Anh xin nước. Vẫn chấp niệm với lại dung dịch. Ôi to phết. À nó sẽ rơi vào khoảng tầm. Không, anh phải như này này. Không, anh từ. Anh phải như này này. Ai thích dùng nào kệ người ta. Anh phải như này này. Đúng rồi, như mặt bởi mình á. Mặt anh to. Như mặt mình thì không cần kéo, nhưng mặt anh Tiến thì phải kéo cho nó giãn đây. Cho xin nước. Đây. Lên 100 suất nha mọi người ơi, lên nha. 5 4 3 2 1 combo. 100 combo. Lên em ơi, Đức ơi. Lên luôn nào. U chà. Cái này lúc đấy là mấy em có review rửa gì chưa đấy? Chưa. Thì chỉ mới rửa mặt thôi, chỉ gì đâu. Cái này cũng tiện nhờ. Khăn mặt đây, đi kiểu khách sạn, homestay các kiểu này. Mua xếp cái này cho sạch, cho vệ sinh. Cái này cũng tiện đấy. Bọn mình đi homestay đây, hôm nay. Tiện. Tất cả đều dùng. Ừ. Đó. Tại vì dùng khăn mặt nhiều khi cũng dùng chung ấy, không phải của riêng ấy, nên là nó cũng hơi nhạy cảm. Cái gì?
Đi. Chị Hải, Hải Yến Nguyễn, chị mua cái gì chị ơi, chị mua cái gì ạ? À? Chị ơi, trên TikTok shop làm gì có ấy đâu ạ, à? Trên TikTok làm gì có không, không có đặt hỏa tốc đâu ạ. À? Hỏa tốc nha mọi người. Hỏa tốc chị ạ. À? Chị ở đâu mai em anh Tiến đến ship. Em ship đến tận nhà cho chị luôn. Chị ở đâu ạ? À? Ở Hà Nội. Nếu mà ở chỗ nào Hà Nội thì mai hai anh Tiến ship đến tận nhà chị luôn. Nói tăng nhà, nói tăng nhà. Anh Tiến vừa bảo đi. Thật má. Đây mọi người ơi, rất là dai nha, dai mà không bị bở, không bị bở nha, không dai. Bị không bị sơ. Ủa chị ơi, nếu mà trên sàn khác thì không không liên quan đến tính đến bên em đâu, bên em chỉ bán trên sàn TikTok shop thôi ạ. Lau cái mặt trắng ngay. Sàn khác thì mọi người nhận tin cho Quang Linh Store có tích xanh nha. Đúng mọi rồi. Người ơi. Có hôm nay bán cả quần áo nữa. Ui mấy giờ rồi? Ui 9 giờ rồi. Con 80 xuất đó mọi người. 80 xuất, 80 xuất với con này ơi. 80 xuất với con nhá. Mua nào để anh em đạt KPI. Đã nha, dùng một lần xong vứt, không sử dụng lại. Đúng rồi, cái này hoặc là mọi người lau mặt như anh Tiến sau rồi có thể lau gương, lau bồn cầu các kiểu. Lau bồn cầu các kiểu. Đây là người chứ không phải bồn cầu đâu. Người, đây là người. Em đang ví dụ. Lau mặt xong rồi là lau cổ, lau người, lau lưng các kiểu, lau tay. Lau tay xong, đang còn sạch các kiểu thì lau bồn cầu, lau gương, lau cửa sổ, lau hết tất cả mọi vấn đề. Lau bếp. Đó, lau sàn nhà, đúng rồi. Xong mới vứt. Xong rồi mới vứt, đúng rồi. Ok. Để tiết kiệm hơn nha mọi người ơi. Tiết kiệm luôn, 40 miếng, một cuộn là 40 miếng. Một miếng là có dư thể dùng vào được rất nhiều mục đích. Đấy. Đúng rồi. Mọi người muốn lau cái gì cũng được á. Lau mặt xong thì là lau mặt xong thì là các bạn muốn lau cái gì nữa thì là tùy. Tùy mọi người, đấy. Mọi người thích tùy, lau cái gì cũng được. Bao giờ cho nó bẩn, nó đen thì bỏ. Đấy. Nói chung là cái này rẻ, hôm nay siêu rẻ luôn. Sang chảnh tí nữa là lau mặt xong vứt. Đúng. Các bạn cũng có thể mua những cái quận này về để ăn cỗ, ăn bàn nhé. Ăn cỗ hơn bàn. Đấy. À, đúng rồi, đúng rồi. Thường mọi người sử dụng cái giấy khi mà mình ăn thịt gà ấy. Nó cái da gà nó rất là ngậy và mỡ, mọi người dùng cái giấy ăn bình thường thông thường ấy. Dính vào tay. Đúng rồi. Xong mọi người bốc thực phẩm khác, mọi người ăn vào mồm, nó rất là hại, gây hại cho sức khỏe, nên là mọi người có thể mua quận giấy này để sử dụng trong những cái bữa cơm. Ví dụ như là đấy thì nó sẽ an toàn thực phẩm hơn nhé mọi người. Cái này là khăn mặt đa năng ấy mọi người, khăn mặt đa năng ấy dùng được tất cả. Nó không khi xé ra nó bông như này thôi nhưng mà mặt này của nó này. Nó mịn nha. Này. Nó không ra cái gì này. Đấy. Nó mịn nha mọi người, nó mịn nha. Nói chung là đồ của bọn mình bán là đều sử dụng trước đó rồi thì mới bán cho mọi người thôi. Đúng rồi. Chứ không vì mấy cái đồng bạc lẻ này mà mất đi cái uy tín đâu mọi người ạ. Nên mọi người yên tâm nha. Mọi người hỏi anh Tiến là bán bikini không kìa. Giấy này có bảo hành không á? Giấy này bảo hành không? Có, giấy bảo hành, bảo hành cho mọi người đi. Bảo hành cho mọi người. Đến lúc bẩn. Bảo hành và cái này là đặc lưu ý nhá, lưu ý duy nhất là cái này không được bỏ vào bồn cầu. Nếu như mà ai lỡ bỏ vào bồn cầu thì bọn mình cũng có dịch vụ đi thông cống luôn nha mọi người. nhưng mà cái này đặc biệt là không bỏ vào bồn cầu giúp em nha mọi người, không bỏ vào bồn cầu giúp em nha. Anh tiến quảng cáo tiếp đi. Còn 55 suất nữa. Trời ơi, thằng 55 combo nữa mọi người ạ. Một combo như này là gồm có 5 bịch. Mà một bịch là có 40 miếng khăn mặt nha. Đây. Nhà ai mà có trẻ nhỏ có một cái quận này đã cũng rất mua, là tiện. Cảm ơn chị người. Nha. Khi mà ví dụ như các cháu nhỏ mà lên cơn sốt thì mọi người cũng có thể dùng khăn này gấp làm 3 làm 4. Ừ đúng rồi. Cái khăn mặt và tẩm nước ấm và lau người cho các bé đúng hoặc rồi. Là đắp lên trán rất đúng là rồi. Tiện nha mọi rất người. Rất là tiện luôn. Vì nhiều khi một cái khăn mặt to của gia đình ấy đắp lên nó cũng sẽ rất là không phù hợp, khó mà chịu nó nặng nó khó chịu. Cái này nó rất là nhỏ, các bạn thích nhỏ thì gập nhỏ, hôm nay thích em vừa to nhận thì gập chị to. Cảm ơn đấy, nhá. Dùng một lần xong là mọi người bỏ đi luôn. Có thể là thay 2-3 miếng cùng một. Nói chung là cái này đa năng, mọi người dùng đa năng, được trong tất cả các trường hợp luôn. Rất là đa năng, mọi người có thể sử dụng vào những cái mục đích mà mọi người cần thiết. Mình nghĩ là trong nhà mọi người lên có những cuộn giấy như thế này thì rất là tiện. Lau cái này ở trên mâm trên bàn ăn là cực kỳ sang trọng nhưng mà cực kỳ rẻ mà lại sang trọng cho mọi người. Đúng rồi. Nhiều khi mọi người mua cái gói giấy ướt ấy. Đã mua 5 bịch. Mình đi ăn ở trong Sài Gòn hay là trong Đà Lạt hôm trước ấy là mình trong đấy là hoàn toàn 100% không dùng giấy khô. À toàn giấy ướt. Anh không thấy giấy khô nhưng mà anh dùng giấy ướt mà anh lại bốc thịt gà anh ăn thì anh cảm giác nó có cái mùi của cái giấy ướt ấy, anh không thích. Đấy, tại vì cái giấy ướt ở đấy nó có cảm giác nó có cái mùi. Có mùi. Đấy, nên là giấy khô này vẫn là ok nhất. Mình ăn xong mình lau tay vào đây để cho tay mình khô. Chứ bây giờ mình lau vào cái kia nó biết là nó sạch nhưng mà nó ướt. Nó có những cái
mùi của cái tờ giấy ướt ấy, xong mình lại bốc đồ ăn khác thì mình cảm nhận nó không được chân thật. Đúng rồi. Mình cảm thấy nó bị ghê mồm. Ghê đấy, cái mùi mình hơi ghê. Giấy này nhưng mà nó dạng như kiểu loại giấy ướt nhưng mà nó lại là khô nên dùng rất là ok. Dùng cực kỳ thích luôn nha. Nói chung là đa năng mọi người ạ. Dùng cái gì cũng đa năng. Công dụng chỉ cái tác dụng chính của nó là dùng để mọi người rửa mặt. Combo 5 gói này có 83k. Siêu hời luôn, siêu rẻ luôn. Có thể 5 gói này, một gói này là các bạn có thể làm được 20 mâm cỗ. 20 mâm cỗ. Một bịch này làm 20 mâm cỗ. Sao ai đừng có được. Một mâm 6 người. 6 người. Mâm 6 hoặc mâm 10. Cái này bao nhiêu tờ? 2 mâm thôi. 40 tờ. 40 tờ. Ờ nhà anh làm được. Ủa, anh cắt đôi nha. Hai người dùng chung. Hai người dùng chung một tờ. Thế anh tiết kiệm thế à? Đấy. Rẻ như này mà anh người tiết kiệm thế à? Ở quê. Ờ đúng nhỉ. Rẻ này chị Trôn. Mình mua combo 5 túi. Mình mua một bịch này cho một mâm luôn mọi người ạ. Đấy, còn bạn nào mà muốn kiểu là sang chảnh tí nữa thì mình đi ăn cỗ ăn kiếp thì có thể là xin thêm căng thêm gia chủ đấy, thêm một cái đã mua 10 bịch, em cảm ơn anh. Nó giống như kiểu bên đã mua 10 bịch, em cảm ơn chị Ruby. Châu Âu đấy, châu Âu và châu châu Mỹ Đại Dương. Châu hợp lý không? Các bạn thấy hợp lý không? Đấy, thấy hợp lý không? Ăn này là để đây nó không bị dây. Ăn đồ Tây. Còn xin tranh thủ review thì mình review cẩn thận cho các bạn xem đấy, ví dụ như là ăn miếng khô mực nó không bị dây ra áo, không bị dây ra quần. Còn có gì ăn không đấy, còn cũng có rất nhiều trường hợp là bây giờ ở quê đi ăn cỗ là người ta cũng nhiều mâm là quên không phát ly lông. Các bạn cũng có thể gắp em miếng giò, gắp miếng giò đó. Rồi đấy, cuộn vào như này. Tại vì ông bà mình ở quê đi ăn cỗ là ngày xưa ấy là hay gắp vào những cái tờ giấy khô. Khi mà về bóc cái miếng giò ra cho các cháu ăn ấy là vẫn còn dính nguyên một cái lớp giấy bóng ở đấy. Phải lấy cái con dao cắt hết cái lớp đấy đi xong mới đưa cho các cháu ăn. Thế nói thì chung nó là lại, các bạn là phí phạm mất một tí giò. Cái đấy mình nói thật, những ai ở trong đây mà người lớn tuổi một tí ấy là sẽ gặp cái trường hợp đấy. Gói phần mang về đúng rồi đấy. Thế nên là cái này rất là hữu ích. Mọi người cuộn vào, đấy, mang về, mở ra. Nhiều khi giò vẫn còn nóng. Tại vì cái này nó bằng bông mà. Nó vẫn giữ được nhiệt cực kỳ tốt. Cốt tông ấy mọi người, cốt tông ấy. Còn ví dụ như Tuti ăn mà bẩn quá này. Đấy, Tuti là ăn là cứ cho một cái này vào người. Đấy. Sử dụng được cả một trong một bữa ăn luôn. Ăn xong là Tuti lau miệng. Đấy, đúng không? Đấy không? Xin cô túi. Xin cô túi. Mà 5 túi như thế này mới có 83k. Thì mọi người siêu rẻ luôn. Mọi người quá là rẻ luôn rồi mọi người ơi. Là tính ra một túi là bao nhiêu tiền nhỉ? Một túi 83k chia 5 tính ra 15.000 một túi. Có 10 hơn 10.000 thôi. Gì đấy? Bên chung 17.000 một túi. Bịch 20 tệ tương đương với 65k một bịch một bịch. Ủa. Ủa. Mà mình bán rẻ hơn bên chung. Mình bán rẻ hơn bên chung. Mà cái này là có giấy tờ đầy đủ hết nha mọi người. Mọi người yên tâm nha. Yên tâm đi, những cái mặt hàng mà nhà bên Nhật túi 500 yên nhà Quang Linh bên Nhật lệ bán thì mọi người yên tâm về chất lượng. Vì cái nào mà có giấy tờ thì mình nhà mình nó quan trọng hơn là nhãn hàng vẫn chưa nghĩ ra được công dụng này. Nhãn hàng vẫn chưa nghĩ ra được công dụng này. Mình sau cái buổi live này thì mình cũng nhắc khéo mấy bạn nhân viên của nhãn hàng này thì cũng lên gặp mình và anh Tiến để xem nói chuyện như nào. Mua còn 22 còn 22 combo đó mọi người ơi. Còn 22 xin đó mọi người. Trời ơi, còn cảm ơn mọi người rất là nhiều. Còn 22 xuất nữa thôi. Giá 83k cực kỳ rẻ luôn mọi người. 139k mà chỉ còn 83k nữa và chỉ còn 22 combo nữa. Một combo thì 5 gói như này là bao nhiêu? Một gói như này là 40 miếng. 5 gói là 200 miếng. Là 200 cái miếng khăn mặt nha mọi người ơi. Đấy, mọi người làm được 50 mâm cỗ. Cái túi này đựng để đựng. Cái túi này mà ai mà hết dùng hết rồi mà quên mang dây buộc tóc đi thì cũng có dây buộc tóc được nhá. Tạm điểm nhấn. Hoặc là có thể chị em phụ nữ có thể bỏ cái băng vệ sinh vào đây này. Đi mua là không nhìn thấy gì là cũng đỡ bị ngại. Đấy, sách đi cực kỳ xinh luôn. Buộc tóc lên như này cũng có đấy. Mọi người, không sao hết. Rất là hợp lý nhá. Khi dùng xong được túi luôn, thời quá rồi đúng rồi. Cái túi này để ở trong nhà vệ sinh có thể là làm túi rác. Còn là túi đúng rồi, túi rác để anh đi qua đây luôn. Mà mọi người ví dụ lau bông tẩy trang các thứ ấy, mọi người bỏ cái này ra này có thể lấy làm túi rác được đấy. Nói chung là rất nhiều công dụng. Nói chung là công dụng nhiều lắm. Mua lẻ ngoài 25k đúng rồi. Tờ giấy để lau mặt
hay lau tay hay sử dụng về lau cái gì đấy, muốn lau cái gì cũng được, thì là nó rất là hữu ích, cực kỳ hữu ích. Còn 10 suất, còn 10 suất mọi người ơi, còn 10 suất thôi ạ. Công dụng mới tuyệt quá, có quá nhiều công dụng luôn mọi người ạ, chỉ chẳng qua là bọn mình có khui nó ra không thôi. Cái bản là nó mà chị em nào mà rẻ, cực kỳ rẻ luôn mọi người ạ. Thôi không, không nói công dụng nữa. Chú định nói cái bây gì? Giờ như ai mà đi ai mà có con mà tết các kiểu mà không có ví tiền để bỏ lì xì các kiểu ấy, mọi người cũng bỏ, có thể bỏ không bỏ phải là lì không xì có đâu. Mà là có nhưng mà mình thích dùng đây, những cái túi nó siêu nhẹ qua như này, có thể là sử dụng bằng cái túi như này. Vâng, đây cái túi sách như này luôn, rất là xinh nha, màu hồng rất là xinh nha, các quý cô ấy rất là các thích màu hồng cô nha mọi người. Đây ạ, 4-5 bịch như này, 5 bịch như này. Ui, 10 suất nữa, 10 combo nữa nha mọi người. Còn 10 combo nữa. Còn duy nhất 10 combo nữa. Combo 10 gói thì bây giờ chỉ còn nhìn sang á. Cao hơn tương đương với kiểu